sao Vbiz từng chẳng có tương lai. Diệu Nhi casting tới đâu rớt tới đó, bị nhận xét sẽ không bao giờ nổi tiếng. Casting tới đâu là rớt tới đó nha chị. Thì em nghe chị nói với mọi người á là em sẽ không bao giờ em nổi tiếng đâu, và khi nếu như mà em có cơ hội đóng phim á, em chỉ đóng những cái vai nhỏ thôi. Puka chật vật đóng quần chúng như một đàn chị mới không bị đuổi. Thầy chị đóng chúng chị Ly, quay cái chị Thoại không được, chị Thoại bị dắt, xin đạo diễn cho bé nó Thoại lại đi để em thôi tội nghiệp nó, xin cho chị quay lại. Chị nhớ hoài luôn em chị. Phương Vi chống chọi với bao cám dỗ vẫn chưa khổ bằng Quỳnh Châu. Không thiếu ngoại hình cũng chẳng kém tài năng, nhưng không ít ngôi sao khi mới chập chững vào showbiz đã từng phải chật vật rất nhiều, thậm chí chẳng nhìn thấy tương lai. Diệu Nhi ngày càng nhuận sắc và thành công, nhưng thở mới vào nghề cô khá mũm mĩm, lại còn không coi trọng ngoại hình, không biết chăm chút cho bản thân. Nữ diễn viên thật thà chia sẻ, thời gian đó Nhi không quan trọng vẻ bề ngoài mà chỉ nghĩ là diễn viên chỉ cần biết diễn xuất giỏi là được. Nhưng rồi casting lúc nào Diệu Nhi cũng rất hết, bởi vậy bây giờ khi Diệu Nhi theo nghề ai cũng bất ngờ. Diệu Nhi từng là một diễn viên không mấy tên tuổi, chỉ xuất hiện với những vai diễn hài nhỏ và vai quần chúng trong các bộ phim hay trên sân khấu. Cô chua chát chia sẻ ngày trước thậm chí nhiều đoàn phim kêu cô đi casting phim chỉ là để đủ vai quần chúng chứ cũng không quan tâm đến diễn xuất của cô. Bởi vậy từng có một người chị học cùng đã nói rằng Diệu Nhi sẽ không bao giờ nổi tiếng được. Nghe thấy điều này khiến mỹ nhân làng phim chạnh lòng và từ đó có động lực để vươn lên. Puka cũng chẳng kém gì Diệu Nhi khi buổi đầu cũng thật nhiều chật vật. Trước đây, Puka còn non nớt, đóng quần chúng cũng thoại vấp, thoại dở tới nỗi suýt thì bị đuổi khỏi đoàn. May mắn khi đó, nữ diễn viên Kali đã ra mặt nói giúp cô khiến Puka nhớ ơn mãi. Bà xã Jin Tuấn Kiệt tâm sự, ngày xưa đi đóng vai quần chúng và có thoại một vài phân đoạn, tôi được dịp đóng chung với chị. Lúc đó tôi vô danh tiểu tốt, chị Ly không biết là ai hết, nhưng khi tôi diễn không được, chị Ly đã xin đạo diễn cho tôi quay lại vì thấy tội nghiệp, lên hình có một vài phân đoạn thôi nhưng thoại vấp, thoại dở. Thay vì diễn xong phần mình thì đi nghỉ ngơi, chị Ly lại làm vậy khiến tôi nhớ hoài, ngưỡng mộ và biết ơn. Khi ấy tôi cảm thấy chị Ly dễ thương và tử tế quá, rồi thề với lòng là lỡ như tôi có nổi tiếng thì phải sống tử tế như vậy với đàn em. Sự nỗ lực và tiến bộ từng ngày của Puka đã cho cô quả ngọt như ngày hôm nay và cô cũng giữ đúng lời hứa luôn nâng đỡ các đàn em đi sau. Phương Vi từng gặp phải không ít trắc trở trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, như cô từng gặp phải nhiều bình luận về ngoại hình sau sinh khiến bản thân tự ti và không còn động lực hoạt động. Nhưng đó là giai đoạn sau, còn khi mới chập chững vào nghề, Phương Vi tiết lộ bản thân gặp phải rất nhiều cám dỗ. Nữ ca sĩ khi đó chỉ mới 20 tuổi, còn non kinh nghiệm nên suýt thì không giữ được mình. May mắn là giọng ca lúc mới yêu luôn có ba mẹ tâm lý và thấu hiểu, cô không một mình mà luôn tâm sự tất cả với ba mẹ, được ba mẹ khuyên nhủ và tìm được lối đi đúng đắn, vậy nên mới có một Phương Vi tránh xa mọi thị phi và chỉ chuyên tâm với âm nhạc như hiện tại. Không có được may mắn như Phương Vi khi có ba mẹ luôn kề bên và ủng hộ, chế Nguyễn Quỳnh Châu đã đi ngược lại mong muốn của gia đình để vào showbiz và có những ngày đầu rất khó khăn. Nàng hậu từng đi casting người mẫu và nhận về khá nhiều lời nhận xét phong cách lỗi thời, không phù hợp gây buồn lòng, nhưng khi đó tất cả những gì cô có chỉ là bộ trang phục trên người ấy và lòng nhiệt huyết quyết theo nghề mà thôi. Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng nghẹn ngào đồng cảm khi nhìn thấy đàn em cũng gặp tình trạng tương tự mình và cô muốn truyền lửa để bạn ấy không cô đơn giống mình từng trải qua trước đây. Con đường thành công luôn có nhiều chông gai, hiếm lắm mới có người ngay lập tức bắt đầu đã được khen ngợi hay có thành tựu, nhưng khó khăn hay những lời nhận xét không hay luôn là động lực để các ngôi sao cố gắng phát triển và tiến về phía trước hơn. Tất cả họ đều đã vượt qua được những vấp pháp ban đầu ấy để đi đến hôm nay vững chắc mọi mặt.